Trời, nhanh lên, anh sao vậy? Nhưng còn người trong nhà thì sao? Trời ơi, bà Hai Liễu thì như đã chết rồi, còn bà Tư thì bụng mang dạ chữa, không có làm gì được mình đâu. Em theo anh mà, nhìn lên phụ em đi, nhanh lên, đi, nhìn lên. Mấy người đứng lại, chạy lên em. Người làm cái gì vậy? Mấy người làm cái gì vậy? Bà Tư, bà Tư, bà có sao? Bà Tư, sao hả? Em ơi em, bà Tư bán chuyên giả rồi, giờ sao em? Kệ bà đi. Bà Tư, cứu tôi với, lão tôi coi, nhanh lên. Em, không được. Nhưng mà bà Tư bắt con với anh, anh không thể nào nhìn bà Tư như vậy mà bỏ đi được. Anh nghĩ cái gì vậy anh Tính? Anh chọn cái nào đây hả? Anh mà còn chần chừ, xảy ra chuyện gì? Anh đừng có mà hối hận. Hay là em ra bờ sông chờ anh đi, để em trả ơn cho bà Tư xong, anh ra liền. Anh muốn làm gì thì làm đi. Vậy nha. Bà Tư ơi. Ráng lên bà Tư. Cứu tôi với. Cứu tôi. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cậu đã quay lại rồi. Cứu tôi với. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ông không cần phải cảm ơn tôi. Người ông cảm ơn á là bà Tư kìa. Tôi làm việc này á là vì bà ấy, chứ không phải vì ông đâu.